Bạn có thể mua tượng gỗ ngay cả khi nhà chật hẹp. Xin chào mọi người. Vâng ạ, gần đây thì em Vân có một vị khách hàng đã từng mua sản phẩm vòng tay phong thủy của bên em Minh Vân. Và anh ấy có chia sẻ rằng anh ấy có căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ hẻm nhỏ. Anh ấy luôn đam mê đồ gỗ, mỗi khi vào cửa hàng thì anh ấy đều ngắm những bức tượng rất là lâu và mong muốn có một bức tượng di lặc để trưng bày trong căn nhà của mình. Nhưng căn nhà hẹp và thiếu không gian đã khiến anh ấy luôn cảm thấy ngần ngại và anh luôn nghĩ rằng không gian hẹp của mình không đủ để chứa được một tác phẩm nghệ thuật và đáng quý như vậy. Và mỗi lần anh Trường ghé qua cửa hàng của em Vân thì anh luôn đứng trước những bức tượng di lặc và anh ấy có chia sẻ rằng mơ ước và muốn mua sở hữu tác phẩm mà không dám mua. Và rồi cơ sở em Vân có tặng anh ấy một phần quà gửi đến anh Trường. Và khi mở hộp ra thì anh bàng hoàng thấy một bức tượng di lặc gỗ nhỏ xinh được chế tác tinh xảo và tỉ mỉ. Và anh ấy cảm thấy rất là hạnh phúc và bức tượng nhỏ ấy đã tìm thấy một nơi đặc biệt trong ngôi nhà hẹp của anh Trường. Nó không chỉ là một bức tượng di lặc mà còn là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và sự sung sướng khi có những thứ mình yêu thích trong cuộc sống, phải không mọi người? Và từ đó thì anh Trường nhận ra rằng đôi khi đẹp không nằm ở kích thước mà ở tình cảm và ý nghĩa một tác phẩm nghệ thuật mang lại. Và bức tượng di lặc đã làm cho ngôi nhà hẹp của anh trở nên ấm áp và tuyệt vời hơn. Và mỗi khi anh nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến những giây phút sung sướng và nỗi đau đã qua. Và hơn hết thì bức tượng nhỏ ấy đã cho anh Trường thấy rằng đôi khi niềm đam mê có thể thể hiện bằng cách đơn giản nhất và không gian hẹp của anh ấy trở nên là nơi chứa đựng những giá trị đích thực trong cuộc sống. Tự hào sở hữu các bức tượng đẹp trong ngôi nhà hẹp không chỉ là việc thể hiện đam mê nghệ thuật của bạn mà còn tạo lên một không gian ấm áp và tinh tế. Và dưới đây thì với 5 chiến lược sẽ giúp bạn tận dụng không gian hiệu quả khi sở hữu những bức tượng ở trong nhà. Thứ nhất, tận dụng không gian treo tường. Sử dụng tường để treo những bức tượng hoặc tranh nghệ thuật gỗ, điều này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mặt sàn mà còn tạo điểm nhấn nghệ thuật cho căn phòng. Thứ hai, chọn tượng gỗ có kích thước nhỏ. Khi mua tượng, hãy chọn những bức tượng nhỏ như bức tượng di lặc nhỏ, tượng mini của các vị thần hoặc các tác phẩm tỉ mỉ có thể thích hợp với không gian hẹp của nhà bạn. Thứ ba, sắp xếp tượng một cách tối ưu, đặt tượng ở những nơi vị trí chiến lược để tối ưu hóa không gian. Ví dụ, đặt tượng trên bàn làm việc, kệ sách hoặc cửa sổ để tạo điểm nhấn mà không làm chật chội không gian. Thứ tư, sử dụng đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng đối với tượng gỗ có thể làm nổi bật vẻ đẹp và chi tiết của tác phẩm. Điều này không chỉ tạo sự ấm áp mà còn làm cho không gian trở nên sang trọng hơn. Thứ năm, thiết kế không gian xanh. Kết hợp tượng gỗ với cây cỏ và cây cảnh trong không gian hẹp để tạo sự cân bằng và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Mọi người hãy luôn giữ cho không gian gọn gàng và trang nhã, tránh quá tải bằng quá nhiều vật trang trí. Điều quan trọng là tận dụng, sáng tạo và tối ưu hóa mọi diện tích có sẵn để tạo ra một môi trường sống và làm việc đẹp mắt, thoải mái. Anh chị em mình có những câu hỏi gì thì hãy để lại comment phía dưới nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!